Nhà các bạn bây giờ là đang you're gonna take quay được. So one hole with two. There you go. It's heavy too. Yeah. Probably because of water. But... Yeah. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi đào con quy đất. Mình và gia đình mình sẽ đi đào cái con quy đất. Trước khi đào thì mình cũng nói sơ cho các bạn biết ha. Khi mình đi là mình phải có license. À, cái license này. Thì cái license này các bạn có thể mua ở, nó gọi là Shellfish nha. Mua ở Walmart nè, thấy không? Walmart nó có bán, hoặc là các cái chợ. Chỗ này nói chung là nó cũng rất là dễ, nhưng mà nếu mà mình không biết thì mình cũng hơi mệt. Thì mình chỉ có mang cái xẻng, thấy không? Và cái đồ, cái này là cái đồ đào, đào cọc hàng rào đó các bạn. Đó. Thì mình sẽ dùng nó để mình đào. Và mình sẽ khi mà trong video á thì mình sẽ lấy cho các bạn thấy là cái nó đào như thế nào. Và đây cái bucket đó để mình tát nước, khi mình đào mình tát nước nó lên. Đó, đây là những cái dụng cụ mà để ngày hôm nay gia đình mình sẽ đi đào. Và mình sẽ chỉ cái cho con trai mình ha. Tôi cho con trai mình cái cách đào làm sao mà cho nó dễ, thấy không các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi, nhưng mà ngày hôm nay thì nó hơi mưa. Nhưng mà mưa như vậy thì ít người đi các bạn, thoải mái. Ít người thì nó đỡ phải sợ. Tại cái mùa này cũng là mùa đang bệnh đó, cho nên mình làm như vậy. Mình đi như bây giờ này thì nó rất là safe cho mình. Rồi, thì bây giờ mình chuẩn bị để mình đi nha. Rồi, chào các bạn. Bây giờ mình sẽ chỉ cho con trai mình cách đào vòi vòi dễ và nhanh, hiệu quả tốt, cho mình đỡ mệt và không có phải mất sức. Bây giờ các bạn hãy theo dõi nha. Nằm ngay dưới góc bên này. Yeah, đó hay đó. Thấy chưa? Còn này nếu nào nó làm sâu là rứt thành cái vòi nữa nè. Không có qua đó. It's right here. Yeah, up, fall down, and then bring quicker, nó lên cả nước luôn. Fish nó. Twist chứ đừng có bẻ, twist rồi bập vô. Yeah. Yeah. Nhưng mà phải có đất thì nó mới có nước. Yeah, see? It's so far, so the water. Okay, get some water bucket. Water bucket behind. Khi con múc vào mình chúi cái đầu nó xuống thì nó nhanh. Yeah, lại đó ha, nó gọi là tạt nước chứ không phải là múc nước. Đó, đây đây. Đi, come out. Đi ra kia. Nhúc nhích luôn hả? So, right there, Kevin tried to get it right there. Thì nó phun nước không? Đó. Washington State. Guess not. Still deep. À, lấy nước chứ không có dằn nè. Lấy nước. Dằn nè. Lấy khi ra múc này chỗ. Này không có professional. Nhưng mà listen. Vậy nó mới more fun. See how Kevin did.
There you go. Yep. There, nó come out. Yep. Yeah, right there, yeah. Đó, đừng có gần quá. Right there. Ooh, that's a big one. Big, fast one. Yeah, I think you get it. Ôi. Good? Yeah, I think so. Mà nó khỏe lắm á, nó đi được á, push everything out. Yep. Right there. Whoa. Look at that. Look, đưa lên, nhắc lên. Không cầm lại. Yeah, cầm lại đạn. Yeah. Hold it, hold it. Oh my god. Yeah, it's pee. Yeah. There you go. Okay. Right. Yeah. Bowl. I'm stuck. That thing's so big and heavy, rửa đi. Tiện đi cầm về rửa. Mừng quá không cần rửa nữa. Để cho nó sạch sẽ coi chụp hình cái này. Chắc lên coi. Đó. Này. Cái vần giờ đây đang you're gonna take vui được. Đây là chuyện nào. Đào lên lên là nó lên nước luôn mà. Nó lấy cái xẻng cái kia. Other one. He gonna dig a hole, try to put a pole there, right in the middle. Yep, right there. Xích qua bên này chút con. Yeah. Tại con kia nó nằm chéo á. See it? Right. Yeah. More on the. Yeah. More on your right. Yeah, right there. Coi chừng. You guys see it? There one, and there's another one. So this spot have two. I gone. And somehow this, they don't live that deep right here. Oh, I think you buried it. Oh. I think it come out. Yeah, try it again. Yep. It's so easy. Holy smoke, look at that. Bring it up. Wow. My head. No? Wow. Yeah. Okay, next one. No, still have part of it more. No. Oh, I actually. Really? Yeah. Really? It's a big, fat, holy smoke. Oh my god. Yeah, but it's no tail. Come back on then. So one hole with two. There you go. It's heavy too. Yeah. Probably because of water. Yeah, the water. Not too good. Squeeze out. Okay. Yeah, wow. Okay, go ahead. When we finish, we have to cover the whole back, so the environment for the nature, so for the next baby. So next time we can dig again. Yep. If you don't, they will give you a big ticket. That's like $300 by each hole if you don't cover. Là 300 đồng nếu mà không có lắp cái lỗ, là mỗi lỗ là 300 đồng. Chứ không phải là 300 đồng là hết mọi lỗ. Ok. Thank you for watching. If you like, hit share, subscribe and share. Thank you.